chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình với lại bạn của mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan một quảng thác rất là đẹp nhất của Ninh Thuận luôn. Nó rất là hùng vĩ, nó có tên gọi là thác Cha Bơ. Hiện nay thì trên thông tin truyền thông thì ít có thông tin đến cái ngọn thác này. Tuy nhiên là cái ngọn thác này được rất nhiều bạn trẻ thích khám phá, là thích đi phượt, là thích cắm trại trên cái ngọn thác này để hòa nhập với lại thiên nhiên, rất là thú vị. Thì bây giờ mình với lại bạn của mình sẽ trực tiếp đến cái ngọn thác này xem nó hùng vĩ như thế nào nha. Và mời mọi người cùng theo dõi video của mình nha. Bạn mà đi đến thác Cha Bơ mà đi mà thấy cái đoạn suối mà chảy ngang qua đường này á là mọi người đã đi đúng đường rồi nha. Còn nếu không mà mình đi, tại vì cái vị trí ngay chỗ có ngọn suối nó chảy qua bên đường này á là cách cái đoạn thác Cha Bơ là chỉ có khoảng 7 km thôi. Mà nếu mà các bạn mà chạy đi trên đường mà thẳng băng mà không thấy cái ngọn suối nó chảy qua đường á là chúng ta đã đi lạc đường á, tại vì đoạn đường lên trên này có nhiều khi là nó hay dễ lạc đường lắm. Cho nên các bạn chú ý đó là chúng ta nhìn thấy cái đoạn suối này thì nhớ là đã đi đúng đường cái đoạn thác Cha Bơ nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục chạy đến đoạn thác Cha Bơ, chỉ còn khoảng 7 km thôi. Giờ là mình sẽ tiếp tục đi nha. Ba hồ mà đâu đi núi bảy chim á. Lần đi nó kêu tao đi hái mà hái đi đào củ mì đồ á. Nó nói vậy nè, ông ơi bạn cùng tới nơi, yeah. Cái sung rừng. Ồ, sung. Hả, mở cho sung rụng lại. Chạy đi. Tao mất cái bếp đụng. Đến đoạn vị trí này là xe máy chạy lên được một đoạn rồi. Rồi sau đó xe máy sẽ dừng lại mà mình băng qua một đoạn suối nhỏ nữa thôi là chúng ta sẽ đến thác Cha Bơ. Ở đây thì xe máy chỉ có một người mình chạy lên được thôi. Còn người thứ hai ở phía sau của xe máy phải đi bộ. Tại vì đường đây nó rất là dốc và đá sỏi thì nhiều. Cố gắng lên thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng cái ngọn thác nó thể nói là hùng vĩ nhất ở tỉnh Ninh Thuận. Còn hoang sơ ít có người nào biết. Xin chào mọi người. Bây giờ là hai đứa mình đang len lỏi vào trong có người ghê trong con đường để mà đi vào trong thác Cha Bơ, chỉ còn khoảng vài trăm mét nữa thôi là sẽ tới ngọn thác Cha Bơ. Ở trên thông tin truyền thông đại chúng á có đăng thông tin là thác Cha Bơ là ngọn thác hùng vĩ nhất tỉnh Ninh Thuận luôn, thì mình sẽ trải nghiệm trực tiếp tại ngọn thác này như thế nào. Dừng xe đây rồi lại ơi. Và ở vị trí này để mình quay cho mọi người coi, ở vị trí này đó là vị trí cuối cùng mình có thể chạy xe máy vào trong này để mình đi đến trực tiếp ngọn thác Cha Bơ. Bây giờ là mình đã đi xe máy lên đoạn mà cuối cùng để mà lên thác Cha Bơ rồi. Mọi người có thể nhìn thấy đây là xe của mấy anh dân tộc thiểu số ở dưới chân núi lên đây, có thể là săn chim nè hay là đi săn bắt cá lượm gì đó. Xe máy mình cũng để ở đây luôn, tại vì khi mà đến đây là xe máy không thể nào vào trong đây được, cho nên là bắt buộc mình phải đi bộ khoảng vài trăm mét thôi. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người cùng di chuyển đi vào trong thác Cha Bơ bằng đi bộ thôi, tại vì ở đây là không có còn cái đường con đường đi bằng xe máy nữa. Bây giờ mời cả nhà mình cùng di chuyển theo mình để vào trong thác Cha Bơ nha. Khi mà mình lên trên đây mình vượt đồi lội suối rồi đó, mình tuy là rất mệt nhưng mà mình đến thác Cha Bơ mình sẽ cảm thấy là rất là khỏe, tại vì cái ngọn thác này nó được đánh giá là hùng vĩ nhất của tỉnh Ninh Thuận luôn. Nó đẹp lắm, nó đẹp như là một bức tranh thiếu nữ. Và theo truyền thuyết á, ngày xưa là cái ngọn thác này là những tiên nữ trên trần thế xuống đây tắm rất là nhiều. Giờ mình coi thử cái ngọn thác có đẹp như thế nào.
Các bạn lưu ý nếu mà lần đầu tiên mọi người lên mà không có hỏi người dân hoặc là trên đây không có ai để mà hỏi đường á, thì khi mà mình gửi xe máy đi một đồi dốc xuống chỉ khoảng có 40 mét thôi thì chúng ta sẽ thấy được ngã ba hướng. Đây là nếu mà rẽ phải thì là con đường để mà đi lên mình có thể săn chim hay là mình rập chim, mình bẫy chim gì đó. Còn con đường đây là con đường để mà mình đi vào thác Cha Bơ, tại vì nó có đường đi bộ lối mòn. Còn trên này là đường là cây cối, nó không có đường nào để đi hết á. Còn bên tay trái mình đây là đường lối mòn để mà đi vào cái ngọn thác Cha Bơ. Mình men theo ngọn suối nó rất là đẹp. Thì giờ mình sẽ tiếp tục dẫn mọi người di chuyển theo nha. Vậy ta kêu mình có thuê anh dân tộc 50 ngàn. Và chúng ta lúc nãy chúng ta rẽ ngay ngã ba chúng ta rẽ trái rồi, thì tiếp tục đến cái ngã ba thứ hai. Chỗ đây là có một đường đi thẳng, đây là rẽ phải. Thì các bạn nên lưu ý đó là ngay ở chỗ ngay ngã ba chúng ta nên rẽ phải theo lối này để mà là vị trí gần nhất cái ngọn thác Cha Bơ. Ngay ở chỗ đường đi này cũng đến ngọn thác Cha Bơ thôi, nhưng mà trên này nè là đi nó gần hơn với lại vị trí dưới này. Bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển. Bây giờ là mình với lại một người bạn phía sau lưng là đi trải nghiệm tham quan cái ngọn thác được cho là hùng vĩ nhất ở tỉnh Ninh Thuận. Đó là ngọn thác tên là Cha Bơ, thuộc huyện Bắc Ái. Và cái ngọn thác này là cách trung tâm thành phố Phan Rang khoảng 50 km. Chỉ với hơn 1 tiếng 10 phút thì chúng ta đi xe máy sẽ đến được ngọn thác này. Và chúng ta nhìn thấy không, đây bên tay phải mình đây là những dòng suối chảy rất là mát. Nếu mà mình đi rừng á mà có những ngọn thác ngọn suối thì mình sẽ không lo bị khát nước đâu, tại vì ngọn suối này uống nước rất là mát. Bây giờ mình sẽ di chuyển đi lên trên đây, đi lên đầu nguồn, mình sẽ trải nghiệm cái ngọn thác hùng vĩ như thế nào, mình sẽ quay phim cho mọi người cùng xem nha. Khi mà chúng ta đi vào rừng á, nó có con đường đi, đường lối nhỏ đi nè. Mình băng qua những tán lá cây hai bên đường, rồi mình nghe tiếng suối róc rách rất là thú vị. Mọi người mà muốn yêu thích trải nghiệm á, tắm suối, tắm thác thì nên đến thác Cha Bơ này trải nghiệm một lần đi. Cách trung tâm thành phố Phan Rang chỉ 50 km thôi, chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ. Mình chạy xe máy một đoạn thôi và chúng ta sẽ đến ngọn thác này. Mình đang đi đến ngọn thác, để lát nữa mình sẽ quay video cho mọi người cùng xem nó đẹp như thế nào nha. Tại vì người ta đánh giá là ngọn thác này nó đẹp nhất ở Ninh Thuận luôn. Còn hơn sơ, cái ngọn thác này vừa được khám phá ra cách đây khoảng 5-6 năm thôi, và được đưa vào làm dịch vụ điểm du lịch của tỉnh Ninh Thuận cũng chỉ vài năm gần đây thôi à. Nhưng mà rất ít người biết đến cái vị trí thác Cha Bơ này, tại vì nó còn hoang sơ, với lại truyền thông cũng không có thông tin nhiều. Chỉ có những bạn trẻ yêu thích khám phá, thích đi phượt, thích trải nghiệm trong những rừng núi sông suối hồ mới thích trải nghiệm trong này mà biết được thôi. Và khi mà chụp ảnh lên thì đăng rất là đẹp. Và đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm cái cung đường, đó là từ ở làng Hồng Thiên của mình đi lên trên đây là cũng khoảng 50 km. Lên đây trải nghiệm trên đây. Mong mọi người nhớ theo dõi video để biết được, mình sẽ quay chi tiết cái đoạn đường luôn cho mọi người xem. Khi mà các bạn mà đi theo cái con đường mòn nè bên cạnh suối, nhớ cái khu vực cảnh đá này nha. Tại vì nhớ, các bạn hãy nhớ nha, tại vì con đường này là con đường có thể nói là đi đường ngắn và gần nhất luôn, và duy nhất ở đây có một lối thôi. Tại vì nếu mà theo kinh nghiệm mọi người cứ tưởng đâu là hồi nãy chúng ta đi men theo con đường suối á, cứ tưởng là men theo con đường suối này sẽ là đi được lên trên thác Cha Bơ, nhưng mà không phải. Mọi người nhớ cái vị trí này, ngay tảng đá này, cái đèo đá này và cái cây cổ thụ cao cao này nè, nó chỉ có một lối đi thôi nha, có một lối đi đường đất này nè. Và các bạn rồi đủ để chân hở ào quá. Và các bạn nhớ là chỉ có một con đường đây thôi, nhớ là đừng có đi con đường khác sẽ bị lạc đường và rất là khó tìm lại con đường đi mà xuống núi.
nhớ đường đây, cây cổ thụ đây, đây là hai cục đá xung quanh đây, nhớ vị trí này. Cảm ơn mọi người, nhớ theo dõi video của mình nha. Khi các bạn đi cái đường mòn này, nó dẫn đi đến cái chỗ mà bên dọc theo hai bên bờ suối á, thì vẫn tiếp tục men theo đường bờ suối để mà đi theo cái đường tắt để mà lên trên thác Cha Bơ nha. Mình tiếp tục di chuyển. Đây các bạn nhìn vị trí đây thì thấy được một ngọn suối đang chảy. Rồi chúng ta cứ men theo đường bên bờ suối, chúng ta cứ men theo đi theo. Đi lên chỉ còn khoảng 300m chúng ta sẽ thấy được một cái ngọn thác rất là hùng vĩ, đó tên gọi đó là thác Cha Bơ. Mọi người cứ tiếp tục di chuyển men theo đường để mà quanh bên bờ suối nha. Quanh bờ suối men theo con đường nhỏ nhỏ này nè. Bên đây trái là đoạn suối. Ở trên đây thì cẩn thận, ở đây thì nhớ chú ý sẽ có đường đi đến ngọn thác thôi. Nếu mà mình đi lần đầu tiên thì sẽ khó biết được lắm. Nếu mà mọi người mà đi lần đầu tiên thì cũng nên thôi mấy anh chị ở dưới để họ có thể dẫn đường lên đây để mà trải nghiệm ngọn thác. Đây đường đi. Đi con thế nào? Đấy. Mọi người có thể nhìn thấy được cái ngọn thác rất là hùng vĩ phía sau. Đây là ngọn thác có thể nói là đẹp và hùng vĩ nhất tỉnh Ninh Thuận luôn. Nó tên gọi là Cha Bơ. Và để đến được ngọn thác này thật sự rất là gian nan, rất là cực khổ chứ không phải là bình thường như cái ngọn thác kia bình thường đâu. Nhưng mà rất đáng là để trải nghiệm. Mình thấy ngọn thác đẹp quá, mình tiếp tục di chuyển đi. Ok, thấy không? Đẹp. Mọi người có biết được sự sung sướng là như thế nào không? Mọi người nhìn cái ngọn thác phía sau đi, nó rất là hùng vĩ, chiều cao nó có thể nó rất là cao, chiều cao này có thể tầm là hơn 40m lận. Ngọn thác từ trên đầu nguồn đổ xuống rất là đẹp. Một lát nữa mình sẽ trải nghiệm tắm trên ngọn thác này rất là thú vị. Và để mà đi bộ mà từ ngay chỗ mà chỗ đổ xe máy á là phải mất có thể nói là hơn 1 cây số để mà lên đây, rất là cực khổ. Nhưng mà đổi lại cái sự cực khổ để mà tốn nhiều mồ hôi công sức á thì rất là xứng đáng để mà chiêm ngưỡng cái ngọn thác Cha Bơ này. Và mình đã đến ngọn thác Cha Bơ Ninh Thuận. Như vậy là mình đã chinh phục được cái ngọn thác Cha Bơ này. Mình đã đến ngay chỗ ngọn thác Cha Bơ này. Các bạn có thấy nhìn thấy không? Phía sau lưng mình đây là ngọn thác Cha Bơ. Ngọn thác đẹp nhất của tỉnh Ninh Thuận luôn. Nó rất là hùng vĩ. Nếu mà mọi người chỉ nhìn qua video thôi thì chúng ta sẽ không thấy được cái sự hùng vĩ của nó trực tiếp khi mà có mặt tại ngay đây đâu. Một lần nữa các bạn hãy nhớ là đến Ninh Thuận của mình đi và chinh phục ngọn thác Cha Bơ này để cảm nhận được sự hùng vĩ của thiên nhiên như thế nào. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình và hẹn mọi người trong những lần video tiếp theo. Chào và hẹn gặp lại.